thêm phòng. Làn xe đông tắc ngay ngã tư, lại được ông đứng cạnh thấy hôi nách thì lỗ mũi em bây giờ hai ơi. Một anh không nón đội tóc tai sơn tùng, lặng thinh em ngắm anh đã lâu rồi ngần ngơ đứng nhìn đánh rơi hai nghìn. Lòng đang xao xuyến thì bị xe tông, thằng dù như siêu nhân gào đi xe rất lâu, làm bà tim đau chân đau khi đang hóng dài. Dù đang đứng thế nhưng thằng điên chẳng chưa ra mà nó cứ tông. Mày biết tay bà sẽ cho bé mới có thể ăn thua gì. Anh đây bị nó đánh vèo mồm, đèn đỏ không đi nó cũng phá. Định mệnh vừa chạm xe nó thôi, anh chưa kịp chào thì nó đã anh. Giờ này anh đã mất dao. Gì tiền không tao đấy, bố đánh cho mày ngu người. Mày không nôn ra hôm nay trong. Dạ thưa anh, cho em lời xin lỗi. Chẳng hiểu bao lâu nữa mới thấy dân mình chấp hành luật lệ giao thông, cho nhau yên tâm khi lái xe. Giờ toàn dân tổ lái, còn lại toàn trẻ trâu. Để mình lại thất kinh khi ra đường thật khó. Thấy ai tới thăm, bạn bè thân đứng nhìn đánh rơi nụ cười. Rồi sao thay ta lòng vì sao thơ. Lần này tôi không nói, nói mãi cũng đã chán rồi. Chuyện về giao thông ai ai trông qua cũng đều ngã. Mình nói nữa thì lại nhầm, vừa tốn hơi tốn được bọn. Về nhà thôi, anh nghe em làm việc khác. Giờ mình lại tìm kiếm, sắp tới che gì cho hồn. Để cùng anh em trên gió nơi nơi cho nó vui. Nào cùng xe cả ly, cùng bạn bè vào lái. Để vòng lại che thêm bao nhiêu bài gửi ta.